Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET Website, YouTube Channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV App. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@settv574.com để biết thêm chi tiết. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888-688-2999. 1888-688-2999. Nissan Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lý Sơn có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch, vân vân. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lý Sơn. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1888-688-2999, 1888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET App. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, quà càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 57.4 Saigon Entertainment Television và trên Uno IPTV cũng như là trên Galaxy 19 50 tiểu bang. Chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều bình an và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Nếu quý vị nào muốn đón xem chương trình Tìm lại Tuổi Xuân với Thanh Thúy và Thái Nhật, quý vị có thể vào trên YouTube và download và đánh chữ là Saigon Entertainment Television nhé quý vị nha. Quý vị có thể coi live show trực tiếp trên YouTube ạ. Và xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thanh Thúy và xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tìm lại Tuổi Xuân trên làn sóng 57.4 đài SET. Thì cũng tiếp lời chị Thúy là chị Thúy có nói là quý vị có thể lên trên YouTube, quý vị search ra cái tên là Saigon Entertainment Television 57.4 là sẽ có cái channel của chúng tôi. Quý vị bấm subscribe ở trên đó và quý vị sẽ được xem live 24/24 tiếng của đài truyền hình SET và cũng như là các show mà chúng tôi đã phát trên đài thì chúng tôi sẽ cắt ra từng những cái show nhỏ để cho quý vị xem lại, chẳng hạn như là Jimmy Show hay là Tìm lại Tuổi Xuân hay là các chương trình đối thoại tâm linh vân vân. Mong là quý vị muốn theo dõi hoặc là muốn giới thiệu cho bạn bè thì quý vị cứ nói với họ là xem trên YouTube cũng được, xem live. Và trong chương trình của chúng tôi thì quý vị cũng biết là chỉ có 4 tháng trọn vẹn, ngắn, rất là ngắn. Chương trình chỉ có trọn vẹn 4 tháng nhưng mà cái số lượng viewer, số lượng khán giả xem và yêu thích
và ủng hộ tăng lên rất là nhiều. Cho nên thì Thanh Thúy rất là cảm ơn tất cả khán giả đã yêu thương chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, và cũng đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình. Cũng nhờ các nhà tài trợ mà chúng tôi mới có một cái chương trình thật là sống động như ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nhiều quý vị đến lấy sản phẩm, đến mua sản phẩm, đến pick up hàng, cùng hỏi một câu hỏi. Cô cho tôi khoảng chừng 2-3 món đồ thôi, hoặc là 4-5 món được rồi, đâu cần chi cho đến 9-10 món. Mà món nào cũng có giá trị, tội nghiệp quá, tội nghiệp Thanh Thúy quá. Thật sự Thanh Thúy không tội nghiệp, và tội nghiệp cái người tội nghiệp á, thì không có ai tội nghiệp từ gì. Biết tại sao không? Là tất cả chúng ta là đều hợp tác với nhau, đều cùng nắm chung một bàn tay để tạo ra một cái chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân, và để cho mọi người đều có một niềm vui. Người không có đặt nặng và không bị ai bị áp lực cả. Cả nhà sản xuất cũng không áp lực, chủ đài cũng không áp lực, và cả nhà tài trợ cũng không áp lực, và nhà quảng cáo cũng không áp lực, và Thanh Thúy cũng không áp lực, hay cả Thái Nhật cũng không áp lực, và khán giả là người mà nhiều niềm vui. Nói về chỉ chi tiền, nhưng mà chi tiền thì không có buồn. Tại sao? Tại vì chi tiền mà một món là được 10 món đều có giá trị. Cho nên quý vị cũng nên nhớ là nhà sản xuất họ cho chúng tôi những cái sản phẩm uy tín chất lượng, chúng tôi chọn những cái sản phẩm uy tín chất lượng để mà quý vị sử dụng thấy có hiệu quả. Và kế tiếp là Thanh Thúy xin tài trợ bằng những cái món quà của các nhà quảng cáo, và đổi lại họ sẽ được quảng cáo free, không có tính tiền. Còn nhà sản xuất, còn đài truyền hình thì họ được là khán giả tới xem đài, cũng như là mua sản phẩm của International Home Shopping, thì cái đó là chủ đài thì họ sẽ được cái lợi nhuận, cái benefit đó, được cái lợi nhuận đó. Nhưng mà cũng là trả công cho Thanh Thúy cũng như Thái Nhật đi tìm những cái nhà tài trợ quảng cáo. Dạ đúng là như vậy. Và kính thưa quý vị, là mỗi cái món quà quý vị nhận được từ FCT Home Shopping đều là những món quà có giá trị và rất thiết thực với đời sống. Chẳng hạn như là quý vị thấy là trong những ngày qua quý vị rất thích những cái món quà tặng là cái hộp dầu tê giác nè, rồi hộp nghệ vân vân, hoặc là cái miếng dán Arex. Đó là những cái sản phẩm mà đời sống của chúng ta lúc nào cũng cần có, bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng khỏe hết đâu. Đôi khi cũng bị bong gân, có khi đôi khi chúng ta bị chảy máu tay hoặc là chảy máu răng, thì những cái sản phẩm đó, những cái món quà đó cũng giúp cho quý vị vượt qua được, và cũng như làm xoa dịu cái đau đớn trên cơ thể của quý vị. Thì đó là một cái niềm vui, và cũng như là một cái gì đó giúp cho quý vị cùng tìm lại tuổi xuân trong cái show này. Không chỉ khỏe mà còn đẹp nữa. Khoan cho Thanh Thúy phải vài phút nha. Thì chị bên kỹ thuật ơi, cái điện thoại của Thanh Thúy đã không có work nữa. Có thể là chỉnh giùm cho Thanh Thúy nha. Điện thoại bên Thanh Thúy không có work nha Thanh ơi. Nó không có hiện lên cái signal nữa nha. Và thưa quý vị thì Thanh Thúy sorry vị thì Thanh Thúy muốn chỉnh cái kỹ thuật, cái điện thoại đang có vấn đề. Và thưa quý vị thì Thanh Thúy xin gấp lời của Thái Nhật. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi không chỉ mang lại sức khỏe mà còn sắc đẹp cho quý vị nữa, chẳng hạn như phấn cushion, phấn kỳ diệu. Quý vị nên nhớ là tất cả những cái sản phẩm của chúng tôi đều có giá trị. Đầu tiên là để cho quý vị sử dụng sản phẩm tốt. Tất cả những cái quà tặng không phải là mà mình lấy ở đâu mà nó rẻ, mà tất cả đều có bán ở trong chương trình International Home Shopping. Quý vị thích, quý vị sử dụng thấy tốt, quý vị có thể là tới Sài Gòn Entertainment, đến tại FCT Home Shopping để mà mua. Chúng tôi có bán, sở dĩ mà chúng tôi tìm những cái nhà tài trợ và những cái sản phẩm đến cho quý vị cũng do muốn cho quý vị thử sử dụng tốt. Nếu sử dụng tốt hãy quay lại và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Và để mà quảng cáo cho trên đài FCT thì Thanh Thúy xin nhắc đó là chúng tôi có cái giá của tài trợ và cũng như là giá quảng cáo. Thì quý vị có thể liên lạc với Thanh Thúy trực tiếp qua số điện thoại là 408-604-9999, 408-604-9999, để mà Thanh Thúy sẽ giúp quý vị với 10 năm kinh nghiệm cho marketing cũng như là trên truyền thông. Thanh Thúy tin chắc rằng sản phẩm quý vị sẽ đến cho cộng đồng người Việt nhanh nhất có thể. Và nếu sản phẩm quý vị chất lượng cao mà uy tín thì Thanh Thúy nghĩ là trong vòng 3 tháng là quý vị có kết quả liền rồi. Tại vì cái số lượng viewer của đài SCT rất là cao quý vị nha. Đặc biệt Thanh Thúy sẽ để cho quý vị hỗ trợ cho chương trình Home Shopping của chúng tôi, Tìm Lại Tuổi Xuân của chúng tôi luôn. Cho nên đổi lại là cái gì quý vị? Quý vị khán giả yêu mến, đổi lại quý vị là có những quà tặng từ nhà quảng cáo chúng tôi. Như là Thanh Thúy ngày lần trước, Thanh Thúy có vô cái mall của Nordstrom và Thanh Thúy thấy cái hộp phấn trang điểm này
họ phấn trang điểm này là Thanh Thúy đã lấy về liền ngay tức khắc. Tự vì Thanh Thúy thấy đẹp quá mà mua phải trên 500 đồng quý vị mới có được cái hộp phấn này. Cho nên là Thanh Thúy nếu hỏi là bây giờ Thanh Thúy muốn mua luôn thì giá 50 đồng là thấy là Thanh Thúy mua 20 hộp cho quý vị luôn. Ngày hôm qua quý vị cũng thấy là Thanh Thúy đánh cho quý vị đúng không ạ? Hôm nay thì Thanh Thúy đánh cái má hồng ít thôi. Bây giờ Thanh Thúy đánh lại cái má hồng cho quý vị. Hôm nay Thanh Thúy, quý vị thấy Thanh Thúy trang điểm nhẹ hơn tí xíu. Bây giờ đánh một ít xíu cho quý vị thấy là cái má hồng Thanh Thúy rất là thích. Hôm nay chị đánh trang điểm cái má hồng của chị nó lợt bớt để chị một lát chị thử cho khán giả xem đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đánh màu cam, hôm qua đánh màu hồng rồi, giờ hôm nay đánh màu cam cho quý vị xem. Mà trong đây thì có nhiều màu cho má hồng phải không chị hả? Không, có hai màu. Có hai màu thôi hả? Hai màu, một màu hồng, một màu hồng với màu cam. Đánh nó đậm quá không? Không, em thấy là vừa, tại vì hôm nay chị lúc đầu trước khi vào chị đánh nó lợt quá đúng không ạ? Rồi sau đó quý vị có thể thấy là một cái màu concealer nâu nè, quý vị thấy không? Quý vị có thể là đánh để mà che cái khuyết điểm cho mặt của mình, che xoang đó quý vị. Đó quý vị có thể đánh thành số 3, nhớ nha quý vị nha, số 3. Vẽ ở đây số cũng 3. Là cái technique để cho quý vị trang điểm ở đúng nhà. Đúng rồi, quý vị vẽ số 3 thì cái mặt của mình nó sẽ thon gọn hơn. Rồi mặt em dài đánh số mấy Thúy? Em dài đánh mặt dài thì đánh số 0 á. Số 0 hả? Số 0 cho tròn lên. Em tự số 8 chứ. Số 0 rồi muốn đánh không? Chị đánh bài trưởng thôi. Là cái mặt em tròn liền à. Thưa quý vị, đó quý vị đánh số 3 như vậy nè quý vị. Nha, vẽ hình số 3 khuôn mặt của mình á. Rồi quý vị là lấy một chút xíu. Một cái xíu ở đây. Quý vị chà vào hai cái bàn tay. Và hai bàn tay như vậy. Và quý vị làm cho cái mũi, sống mũi của mình cao. Tại vì Thanh Thúy phải cầm cái này nên thì Thanh Thúy làm nó ngắn gọn thôi. Mà mũi Thúy cũng cao rồi phải đặt đánh đó hả? Phải đánh nhấn lên anh em, thì lên TV nó khác. Hoặc là quý vị đi buổi tối đó thì lâu lâu không, mình thật sự mình cũng phải đánh em đi ra đường mình cũng đánh chút xíu cho mũi mình cao. Tại vì chị phải cầm cái gương rồi cho nên đây, chị mình cầm cho. Đó quý vị có thể làm như vậy. Không thấy thấy cái cổ chị có. Quý vị đó, quý vị làm đơn giản như vậy là quý vị có cuộc sống mũi cao nhá vị nhá. Rồi có thể dậy xa lên để xíu gần quá. Còn son môi thì bây giờ Thanh Thúy chùi cái son môi. Thì nãy Thanh Thúy không dám đánh, không đánh, tự nhìn không đánh, nhìn cái môi Thanh Thúy tái quá. Cho nên là Thanh Thúy sẽ đánh một cái màu này cho quý vị xem. Một màu hôm nay là em muốn chọn màu gì? Màu hường. Màu hường hoài vậy, em thích màu hồng quá vậy. Cái màu nhẹ nhàng. Rồi, đánh cái màu này cho quý vị xem nhé. Hôm qua thì chị đánh cái màu mà chị thích là màu cam phải không chị? Màu hồng. Màu mà mận. Màu mận, màu mận. Hôm nay thì Thanh Thúy đánh màu hồng cho quý vị xem. Những cái gì mà Thanh Thúy thích, thấy đẹp là mua về cho quý vị khán giả để làm quà. Cho nên là quý vị ủng hộ cho Thanh Thúy thật nhiều nha. Ủng hộ càng nhiều. Em thấy chị trang điểm mà chị có một cái đam mê rất là lớn. Chị đánh mà nó vừa nói. Dạ. Chị đánh vừa nói. Đó thì chị ơi xinh lắm quý vị à. Từ cái anh này anh thích chiếu mặt sắc của Thanh Thúy quá trời luôn. Thanh này nha. Quý vị xem. Rất là dễ thương và tất cả các màu sắc quý vị còn đây quý vị muốn là đánh màu mắt nha. Để Thanh Thúy đánh màu mắt cho quý vị xem. Màu mắt lửa, một cái màu mắt thật là dễ đơn giản thôi. Tại sao Thanh Thúy bên khoảng chừng coi bao nhiêu phút rồi cũng không muốn mất nhiều thời gian của khán giả đâu. Thế này làm ít thôi. Hôm nay Thanh Thúy đánh màu nâu nhẹ đi. Quà mà cái đánh mất á chị thì mình cần phải làm kỹ không, có khi nào nó mất mình nhá. Nếu mà em đánh kỹ quá thì đi tiệc thôi, còn bình thường á em đánh sơ đánh kỹ quá làm cho em già đó. Đúng cho rồi. Nên là chị Thúy quý vị là chị Thúy là trong là một trong những người mà đã giúp Nhật trong cái phần mà make up, trong mấy cái show khi mà lên show thì phải cần make up sơ mà hôm cái show đầu tiên chị đánh làm sao mà khán giả nhìn vô tưởng em mới cắt mắt. Tại vì rất là dày. Cái màu em nhớ là cái màu nâu chị đánh chứ. Cho quý vị biết là Thanh Thúy không có rành về trang điểm. Thanh Thúy chỉ là trang điểm cho chính mình thôi. Cho nên là khi mà Thanh Thúy chỉ cho quý vị á, là Thanh Thúy hiểu được cái tâm sự của quý vị lắm. Quý vị nào mà trang điểm giỏi rồi đó thì rồi xong sau đó chị để một cái cushion lên hả? Thực sự không phải, tại vì chị bị lem. Chị lem ở trên đây cho nên chị phải chấm bằng cushion lại. Cho nên là quý vị đó, màu nâu nâu nhẹ một tí xíu. Ở đây có đủ, quý vị không có cần phải lo nha. Ở đây á, tất cả các màu son, màu mắt
phấn hồng đều là ở những cái màu mà hiện giờ đang được yêu thích nhất mà con Nordstrom họ tìm ra để mà đưa cho quý vị. Đó, quý vị chú xa thôi, đừng chú gần quá. Anh Thanh này anh thích chú gần. Nó Thanh Thúy đánh sơ sơ thôi. Thực sự Thanh Thúy không có biết trang điểm nhiều nhiều, nhưng mà đủ để cho mình cảm thấy là mình tự tin, đẹp, tự tin thôi. Mỗi ngày thôi, đi làm mỗi ngày màu hồng, quý vị càng đánh nhẹ nhàng thì quý vị sẽ cảm thấy là tự nhiên. Thì càng tự nhiên thì nó sẽ trẻ trung hơn, đúng không ạ? Thì đây là cái món quà mà Thanh Thúy lấy được cho quý vị từ Camor Nordstrom cho quý vị nha. Thì hôm nay quý vị mua sản phẩm gì thì được cái hộp phấn này nha, đi đâu cũng được. Có quý vị thấy không, cái hộp đẹp lắm nè, có thể là kỹ thuật xem cái giống như là một cái bao da, bao điện thoại vậy đó, rất là xinh xắn. Mình đi đâu mình cũng có thể là mình mang theo. Đi tiệc thì cứ tưởng đâu là một cái ví tiền, nhưng mà thực sự đây là một cái hộp trang điểm. Đúng rồi, một hộp trang điểm chiếu sơ sơ cái khuôn mặt của Thanh Thúy một tí xíu. Quý vị sẽ thấy là Thanh Thúy đó, được không ạ? Đó, thì biết nó tự nhiên quý vị, Thanh Thúy thích cái tự nhiên nhẹ nhẹ thôi. Đó, cái màu son, cái màu há hồng rất là đẹp và Thanh Thúy thích. Cho nên quý vị đừng lo, tất cả các màu ở đây đều đẹp hết quý vị nha. Màu mắt, màu phấn hồng, concealer cũng như là màu son đều nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, nên là quý vị sẽ không có sợ bị già. Và kế tiếp thì Thanh Thúy không có sử dụng concealer cho mắt. Thì kế tiếp thì đó thì gồm quý vị sẽ được tặng 10 người đầu tiên. Và hôm nay quý vị mua cái gì? Mua cái survival tab. Thanh Thúy muốn nói cái survival tab, từ gì cho Thanh Thúy vài 5 phút để nói cái survival tab cho quý vị. Từ gì em biết là bữa giờ trên đài truyền hình CNN cũng nói về cái động đất rất là nhiều. Động đất ở California sắp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ gì đáng lẽ động đất xảy ra bắt buộc là 80 mấy năm nó có một động đất xảy ra một lần. Đó là bắt buộc rồi, phải có. Nhưng mà bữa giờ cũng hơn cả 100 năm rồi mình không có xảy ra động đất. Cho nên nó càng nén thì khi mà nó xảy ra nó càng mạnh, nó càng nói chung là nó bị nén càng nhiều thì em biết cái xảy ra nó càng tồi tệ cỡ nào. Thì đúng rồi, thì càng dùng nén càng bung ra nhiều rồi. Cho nên á, 11 bữa giờ là bao nhiêu nhà khoa học cũng nói là sẽ có một cái trận động đất xảy ra ở California nhưng mà không có xảy ra, mà bây giờ cả hơn cả 100 năm, bao nhiêu năm nay cũng không có xảy ra, cho nên nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không phải Thanh Thúy nói đây để mà nói là hăm dọa, phải là cảnh cáo. Cáo gì hết cả. Nhưng mà quý vị thấy là ở Houston, ở Florida cũng đã xảy ra lũ lụt bão, thì tốt nhất mình nên là chuẩn bị ở nhà. Thì chị hôm nay chị mua cái gì nè? Chị mua mền, mua gối để trong xe, rồi chị mua về về cái first aid kit nè, rồi mua đèn pin và cái survival tab quý vị ơi, để trong xe và để ở nhà. Sợ có gì á thì con cái mình có thể là nhất mấy đứa trẻ nhỏ có thể survive trong những cái ngày mà mình lỡ mà có chuyện gì xảy ra cho mình. Thì Thanh Thúy còn mua chiếc xe đạp đối với xe đạp, lỡ mà Thanh Thúy mà freeway mà nó đóng đường lại á, mà Thanh Thúy muốn về nhà để với con của Thanh Thúy, thì Thanh Thúy phải mua chiếc xe đạp để mà Thanh Thúy lái xe đến chạy về nhà mới được. Nếu không freeway đóng cửa rồi mình đâu có thể là lái xe được đâu, đúng không ạ? Thì hôm nay quý vị mua gì nha, cho Thanh Thúy khoảng chừng 2-3 phút thôi. Mua survival tab 5 hộp như vậy là 200 đồng nha. Để trong xe, để trong nhà lúc nào cũng có nha quý vị. Và đèn pin nữa, và cái radio nữa quý vị ơi. Radio cần lắm, tại vì thời gian đó là tivi cũng không có mở được. Có thể là nhà ví dụ có vấn đề, đèn điện cũng không còn nữa. Quý vị cần radio để sử dụng pin để quý vị nghe tin tức là mình nên tập trung ở chỗ nào an toàn và không nên đi chỗ nào mà chỗ đó không an toàn như là bão hoặc là động đất, để mà mình biết cái tin tức cập nhật mà mọi người cảnh cáo mình. Và ngoài ra còn có về survival tab và thức ăn nữa, vì bị dự trữ đông trùng hạ thảo 200 đồng, nhưng sâm cao cốt 260 đồng, sâm viên 2 hộp là 250, sâm nước cô đặc là cũng 2 set luôn vậy là 250, và thuốc bổ nho 238 đồng. Nếu vị mua bất cứ sản phẩm nào trên 200 đồng, quý vị đều có, gồm hôm nay mình được đến 10 món quà nhớ vị. Đầu tiên đó là một cái hộp thuốc bổ nho 12 đồng nhớ vị nha. 12 gói, 12 gói của thực dược sĩ Thu Thảo, 12 gói thuốc bổ nho của công ty GS Life, và hộp dán Arresin Bath gồm có 12 miếng trong đó. Để cho quý vị biết có những cái hôm mới nay là quý vị mua là được tặng một cái hộp một cái hộp này luôn. Và một chai dầu con tê giác, một hộp kẹo sâm, một hộp bịch cà phê, một cây thước,
make up của dược sĩ Thu Thảo và 7 viên energy nhé quý vị, và thêm 110 người đầu tiên thì được một cái hộp trang điểm. 10 người đầu tiên hợp trang điểm. Và bây giờ quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại là 1888-680-6689. Bây giờ thì Thanh Thúy và Thái Nhật sẽ mở đường dây điện thoại cho quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị có thể mua những cái sản phẩm sau đây để có được 9 món quà mà chị Thanh Thúy vừa nói, và cũng như là một món quà đặc biệt là tổng cộng là 10 món. Quý vị có thể mua là Survival Tab. Đây là một cái sản phẩm, một thức ăn dinh dưỡng để giúp cho quý vị dự trữ trong nhà, phòng hờ mỗi khi mà có động đất hoặc là bão lụt xảy ra. Đây là mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống ăn 1-2 viên hoặc là những cái sản phẩm trong này thì quý vị cũng cảm thấy có cái năng lượng và cũng như là thay thế cơm rồi đó, rất là tốt. Thì quý vị mua 5 hộp thì với giá 200 đồng thì quý vị sẽ được tặng 9 món quà. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay chúng tôi cũng có đông trùng hạ thảo đỏ, đông trùng hạ thảo special 90 viên trị giá là 200 đồng, nhân sâm 260 đồng, cao cốt nhân sâm là một cái sản phẩm đến từ công ty Gum Sâm mà Thái Nhật và Thanh Thúy đã giới thiệu rất là nhiều lần trên làn sóng của 57.4 và chắc là bắt được dây đầu tiên. Xin chào 985, Thanh Thúy xin chào 985. Hello, xin chào. Chị ơi, em muốn mua cái đông trùng hạ thảo special chị. Dạ được chị, hôm nay chị có quà chị Thanh Thúy đọc cho chị nha. Đầu tiên là một cái hộp thuốc bổ nho 12 gói nha chị. Em mở chị coi thuốc bổ nho cho khán giả coi cái này nó như thế nào. Và 5 miếng mặt nạ để cho chị có thể đắp mỗi ngày, một chai dầu con tê giác, kẹo sâm, một hộp kẹo sâm để cho thơm miệng cả ngày nha chị. Còn hộp cà phê, một cây thước để đo cái và cân nặng gì của mình đó chị, cũng như là chỉ số của mình, và make up của dược sĩ Thu Thảo, và 7 viên energy để chị có thêm năng lượng, và được một cái phấn trang điểm mà Thanh Thúy mới vừa chờ cho quý vị xem đó à. Đây chị nha. Chị ơi, dạ. Hôm bữa em coi chị tặng một hộp dầu tê giác với lại có phấn lotion gì nữa nè chị. Hôm nay có không chị? Hôm nay thì có thuốc bổ nho rồi đó chị, cho nên là cái thuốc bổ nho rất là đắt tiền, cho nên là không có tặng cái đó nha chị nha. Nhưng mà chị được mua phấn lotion, mua một được tặng một à. Dạ. Chị tặng cho em phấn lotion được không? Phấn lotion, chị muốn lấy phấn lotion hả? Chị không lấy thuốc bổ nho hay sao? Em lấy phấn cushion, em đổi cái quà khác được không chị? Chị có thể đổi cái hộp phấn này, chị không lấy hộp phấn này, chị đổi cái cushion được. Em không muốn cái phấn trang điểm, em rồi. Lấy phấn cushion được. Rồi chị. Được, chị lấy cái đó được chị à. Rồi chị nha. Ơi, không có tặng thêm chai 30 viên của đông trùng hạ thảo nữa chị? Dạ không, chị không có tặng thêm 30 viên của đông trùng hạ thảo Bexo nữa chị à. Hôm nay thì không có nha. Từ hôm nay mình được tặng một cái GS Light thuốc bổ nho như vậy rồi chị à. Dạ. Dạ. Chị... thuốc bổ nho với lại dầu với lại phấn cushion chị. Đúng rồi, phù hợp có hộp phấn cushion, thuốc bổ nho, một cái chai dầu con tê giác, hộp dán Ares, 5 miếng mặt nạ, kẹo sâm, cà phê, thước, make up của Thu Thảo và 7 viên energy đó chị. Dạ, yeah, cũng yeah. Được chị, dạ. Yeah. Chị ơi, sao nhân viên gọi lại cho em hả? Em ở tiểu bang xa chị. Rồi, để nhân viên gọi lại cho chị, đem ghi số điện thoại cho chị nha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, em ghi số điện thoại cho chị. Rồi. Yeah. Rồi, Thanh Thúy cảm ơn chị nhiều nha. Đông trùng hạ thảo Bexo. Yeah. Rồi. Rồi, cảm ơn chị thật là nhiều. Kính thưa quý vị, là quý vị cũng biết là thường là chúng tôi cũng giới thiệu về cái sản phẩm là thuốc bổ tinh chất từ nho của dược sĩ Thu Thảo, thường thì chúng ta bán không à. Nhưng hôm nay để làm quà cho quý vị, cũng gần hơn một tháng chúng ta giới thiệu sản phẩm này rồi, thì quý vị mua hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cái gói gồm có 12 bịch trong này. Phải nói rất là tiện là trong cái vấn đề mà chúng ta muốn uống để bổ trong tim mạch hoặc là trí não cho trẻ em, người lớn uống rất là tốt. Đây là cái phần quà tặng cho tất cả quý vị. Hello, xin chào 714. Thanh Thúy xin chào à. Hello. Hello, yeah. Bữa nay tôi muốn chia sẻ đông trùng hạ thảo đỏ được không? Dạ được, anh chia sẻ đi à. Tôi hai bên vai tôi nhức, tôi uống bây giờ nó bớt á. Dạ. Bớt nhưng mà nó bớt được khoảng chừng bao nhiêu phần trăm cho chú vậy? Có nghĩa là trước đây chú có bị nhức rất là nhiều không chú? Trước giờ tôi nhức nhiều lắm. Dạ, yeah. Nhưng bây giờ thì nó giảm đi bao nhiêu phần trăm vậy chú? Khoảng 80% á. Wow, đến 80%. Ngoài cái đau nhức như vậy có còn giúp cho chú thêm cái gì nữa không à? Chú ơi, ngoài đau nhức như vậy còn giúp cho chú thêm gì nữa không chú? Tôi trong mình nó đỡ mệt mỏi. Dạ, đỡ mệt mỏi hơn phải không à? Với lại đi tiểu đêm ít hơn á. Dạ, rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay chú có mua thêm đông trùng hạ thảo không à? Dạ chưa, còn á. Dạ, để con tặng cho chú một hộp kẹo sâm nha. Hay là một chú muốn lấy một chai dầu con tê giác?
Tôi muốn 10 viên tâm trùng hạ thảo đỏ. Hôm nay thì tụi con không có 10 viên hết rồi chú ơi, 10 viên tâm trùng hạ thảo Bexo tụi con hết rồi. Bây giờ tụi con chỉ có là một chai dầu con tê giác hoặc là một hộp kẹo sâm. Nha chú. Bây giờ tụi con chỉ có quà tặng là một chai dầu con tê giác hoặc là một hộp kẹo sâm. Tụi con hết 10 viên tâm trùng hạ thảo Bexo rồi nha chú. Thì bữa nào cho được không? Tôi không có cần gấp đâu đi. Dạ nhưng mà bây giờ tụi con có nghĩa là bên công ty họ cho tụi con mới dám cho. Bây giờ tụi con hứa rồi họ không cho con cũng không biết làm sao nữa. Cho nên bây giờ chú thông cảm cho con nha. Con tặng cho chú một cái chai dầu tê giác rất là tốt đó chú à. Nếu mà kẹo sâm mà tôi bị đường làm sao? Không, cái kẹo sâm này không có đường cho nên rất là tốt cho chú luôn à. Không có đường á hả? Dạ, kẹo sâm này không có đường. Nhiều hết ở trong đó. Rồi chú ơi, hộp kẹo sâm thì chỉ nhân sâm trong đó, có nhân sâm gì trong đó đó chú à. 100% không có đường hả? Không có đường chú à. Rồi con okay, cảm ơn rồi, chú. Cho tôi cái đó cũng được. Dạ, rồi con chào chú. Thưa quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689 1888-680-6689. Và Thanh Thúy xin nhắc quý vị, đông trùng hạ thảo Bexo cũng như là nhân sâm, sâm viên, cao cúc sâm hoặc là thuốc bổ nho đều giúp cho quý vị thứ nhất là tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho quý vị. Kỳ đông trùng hạ thảo thì nó còn giúp quý vị là giảm tiểu đêm, ngủ được, ăn được và ngoài tốt cho phổi, cho thận, cho gan. Tại sao giảm tiểu đêm tốt? Tại vì nó tốt cho thận, cho nên quý vị thấy là bình thường quý vị tiểu đến 5-6 lần, 7-8 lần, bây giờ nó không còn tiểu đêm nữa. Có một khán giả cũng tới đài truyền hình cũng nói là từ khi mà tôi uống đông trùng hạ thảo Bexo, bây giờ tôi đã không còn bị tiểu đêm nữa. Đó là một cái tin rất là vui. Còn nhân sâm thì em đã uống nhân sâm rồi phải không? Dạ, một lát sẽ chia sẻ về nhân sâm cho. Xin chào 714, Thanh Thúy xin chào 714 ha. Thanh Thúy dạ. Dạ, con Thanh Thúy. Cô Thanh Thúy. Dạ, con chào cô. Dạ. Tôi gặp cô Thanh Thúy á. Dạ, con là Thanh Thúy đây à cô à. Dạ hả? Dạ. Dạ, tôi muốn mua đông trùng hạ thảo đó. Dạ, được cô. Con mua đông trùng hạ thảo. Hôm nay tặng cho cô một cái hộp thuốc bổ nho luôn nha. Và bao nhiêu cô? Là 200 đồng cô à. Hôm nay tặng cho 200 cô. Đồng. Dạ. 200 đồng. Mấy bữa cô là 100... 90 viên ha. Dạ 90 viên. Thêm 30 viên đó là 120 viên đó. Dạ ok, bây giờ thì hơi đồng ý tặng cho cô thêm 30 viên nữa nha cô nha. Thêm 30 viên cho cô nữa. Rồi, nghĩa là tất cả hồi nãy giờ khách khán giả nào mà gọi vô thì Thanh Thúy tặng thêm 30 viên nữa cho khán giả luôn là 120 viên. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Tôi lấy nha, dạ được cô à, con cảm ơn cô. Cô được, cô muốn lấy cái phấn cushion Thùy Diệu hay là cô muốn lấy một cái hộp? Tôi lấy phấn Kỳ Diệu. Dạ, rồi cô lấy phấn Kỳ Diệu rồi cô nhé. Dạ. Rồi con ghi số phone cô vô đi. Rồi con ghi số phone của cô rồi. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Thứ bảy mấy giờ thì được kìa là cô Thanh Thúy. Thứ bảy là từ 9 giờ sáng mở cửa đến 7 giờ tối nha cô. Nha. Vâng, mà sao kỳ trước tôi ra không có cô Thanh Thúy. Một chai tôi mua một chai 30 viên. Dạ. Mà 70 đồng rồi sao tôi nói ra họ mới tặng tôi thêm 10 viên nữa. Dạ, tặng nhiều quá rồi đó cô ơi, 10 viên giờ không còn nữa. Lúc thứ bảy cô tới mà không có con. Tôi nói là bữa trước đó. Dạ. Tôi ra không gặp cô Thanh Thúy thì tôi mua 30 viên và 70 đồng. Dạ. Rồi tôi nói là sao không có đồ tặng thì họ mới tặng thêm cho tôi 10 viên. Dạ. Nữa. Dạ. Là 40 viên và 70 đồng. Mắc quá. Bây giờ tôi phải mua cái này đó. Thứ bảy là tôi ra tôi mua cái. Rồi. 120 viên 200 đồng đó. Dạ. Thứ bảy cô ra nha. Dạ rồi. Còn thôi và còn tặng cô thuộc hộp thuốc bổ nho nữa. Và thêm mấy phần quà kia nữa. Rồi con cảm ơn cô. Rồi con chào cô. Dạ cảm ơn cô thật nhiều. Dạ thứ bảy ra. Quý vị đã biết là mọi người đã yêu thích đông trùng hạ thảo Bexo như thế nào. Và quý vị thấy là khán giả gọi vào chia sẻ và họ mua với một cái tình cảm và họ mua với một cái niềm tin. Cho nên là quý vị an tâm nha. Quý vị mua bỏ tiền ra 200 đồng và Thanh Thúy mong rằng cái kết quả quý vị sẽ là tốt nhất. Cho nên là quý vị uống với niềm tin để mà sức khỏe quý vị tốt hơn. Thanh Thúy xin chào 484 à. Dạ, chị Thanh Thúy cho em lấy phần đông trùng hạ thảo chị Thanh Thúy. Rồi, một phần đông trùng hạ thảo. Có được tặng 30 viên nó không? Rồi, chị? Tặng cho thêm 30 viên nữa. Dạ. Dạ, với lại mấy món quà vậy chị? Hôm nay là
chị đến 10 món quà, thêm 30 viên là 11 món quà ngày hôm nay. Thì hôm nay hơi cởi vui quá là muốn gửi cho quý vị luôn. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Có hộp trang điểm luôn không chị? Chị có hộp trang điểm, chị lấy hộp trang điểm nha. Chị thấy Thanh Thúy trang điểm, Thanh Thúy trang điểm không có nghề á, cho nên bắt buộc Thanh Thúy phải lựa những cái màu sắc nào mà nó đã được yêu thích rồi, để là cái màu nào nó phổ biến rồi. Cho nên Thanh Thúy không có dám xài những cái màu mà Thanh Thúy không biết. Tại vì mình không biết cách trang điểm đó chị, thì mình nên xài những cái màu sắc mà nó đã được chọn lựa, nó nhẹ nhàng, nó đẹp rồi đó, thì nên đánh lên mặt của mình nó dễ dàng hơn nha chị nhá. Dạ. Dạ rồi. Dạ. À, cái này em ngày mai em mới đi ấy tiền được không chị? Mai mới Dạ. Và những cái bài quà tặng mà có hộp trang điểm như vậy á, là bắt buộc là phải gửi tiền trong ngày hôm nay, hoặc là trễ lắm là ngày mai. Còn nếu không á, thì mình được 10 món quà, mình sẽ không có được hộp trang điểm hay là phấn kỳ diệu nha chị nha. Dạ, dạ. Chắc ngày mai em mới đi ấy được. Rồi, được chị, không sao chị ngày. Dạ rồi, Thanh Thúy cảm ơn chị nhiều. Chị đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bexo chưa? Chị có thể chia sẻ được không? Dạ có, em đang sử dụng cũng gần hết, cho nên em mới mua thêm. Em thấy khỏe lắm chị. Khỏe lắm ạ. Mà dạ, mà khỏe mà em bớt thì tiểu tiên. Tại em bị thận, em bị có sỏi thận á. Dạ. Thận em nó chắc nó yếu nên trước em không có uống. Em hay đi chơi tiểu tiên, nó tối thì em đi 2 lần. Mà giờ em uống cái nhiều khi có khi em một cái tán luôn. Wow. Có khi lâu lâu thì chỉ một lần thôi. Mà nó rất là đỡ nhiều lắm, mà nó thấy khỏe, em thấy khỏe người lắm. Wow, chị đã uống đi, em khỏe người để em đi làm á. Rất là thoải mái. Chị thấy là khi mà chị uống chị thấy khi mà chị uống một viên đông trùng hạ thảo Bexo xong đó là chị thấy tự nhiên cái mình đang mệt, thức dậy mệt mỏi phải không chị? Uống xong tự nhiên thấy người nó vực mình dậy liền, là mình khỏe, là mình làm việc đến chiều mà cũng không mệt, mà chỉ cần đặt chân lên giường mà nằm ngủ là ngủ một giấc đến sáng luôn. Đúng không ạ? Rồi em cảm ơn chị, em tặng cho chị thêm một cái hộp kẹo sâm nữa nha. Đi chị hay là một chai dầu, cho chị thêm một chai dầu đi, một chai dầu Tây Giá, tại vì chị ở tiểu bang khác á. Một chai dầu Tây Giá để cho đi vận chuyển cho nó nhẹ nhàng hơn. Rồi em cảm ơn chị nhiều, em chào chị. Chị thấy chị cho em hỏi cái make up của Thu Thảo là cái gì nãy mẹ chị nói. Make up của Thu Thảo là cái phấn mắt chị à. Và trong đây có cái hộp business card, chị có thể đựng cái business card trong đây, nó có cái vali nè chị. Nha. Nó nằm trong đó. Để các bà tặng chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều, em chào chị. Tiếp tục gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại là 1888-680-6689. Sáng giờ uống thuốc chưa? Uống rồi, hồi nãy trước khi show là uống, tưởng là quên nhưng mà thực sự nhớ là uống rồi. Chị Thúy uống nho chưa nè? Chị chưa uống. Muốn em khui chị rồi không? Rồi. Cái thú vị, Thúy nói hôm nay là ngày đặc biệt là đúng là như vậy. Bởi vì hôm nay là ngày thứ ba trời trong. Thứ ba trời trong, rất là ngày đẹp. Sau ngày đầu tuần, em xong. Hứa sẽ cố gắng chăm ngoan. Đây, đây. Cảm ơn em, uống đi. Và để Thái Nhật nói nha. Và cái thú vị cũng biết là thường là chúng tôi tặng cho quý vị là những cái sản phẩm khác, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên tặng cho quý vị một hộp gồm có 12 gói thuốc bổ tinh chất từ nho. Mà cái bao bì nó cũng lại tương khác với cái hộp này phải không chị? Nhưng mà uống vào thì cái chất lượng cũng giống như nhau. Thì đó là điều là từ bác sĩ Thu Thảo đã giới thiệu về cái sản phẩm này. Cái này quý vị biết là sao không? Thứ nhất nó còn giúp cho quý vị, nó là gọi là energy for life. Nó cung cấp nhiều năng lượng cho quý vị nào đi tập thể dục, hoặc là quý vị nó giúp cho quý vị có happy mood, nghĩa là sao, giúp cho quý vị có cái tâm trạng vui lên. Vậy hả? Có nhiều quý vị á, cái mình ở nhà mình buồn chán, và cái buồn chán nó cũng làm cho quý vị gây ra nhiều bệnh tật. Thì đó không phải là quý vị gặp chuyện buồn mà buồn đâu, mà cái sức khỏe và cái thần kinh ngày nào cũng như ngày đó. Quý vị không có một cái niềm vui nào, hoặc là không có một cái gì xảy ra special đặc biệt nào, thì cái thần kinh, cái dây thần kinh của mình nó đọc như thế. Nó không có gọi là sensitive, phải gọi là nó không có nhạy cảm. Nhạy cảm được. Thì cho nên mình cứ cái buồn và cái cảm giác đó mình không có nhận ra được, mà nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ quý vị. Người ta gọi là tâm bệnh đó. Tâm bệnh. Thì quý vị cũng biết có nhiều chị em phụ nữ mới vừa ly dị chồng, hay là mới có một chuyện buồn đi ha, là hoặc là họ không có người đàn ông bên cạnh. Rồi cái họ cũng không có dating, cũng không có hẹn hò gì với ai, và họ cứ sống ngày này qua ngày nọ. Và cái nghĩa là ông trời sanh ra là có nam có nữ, nên cái thần kinh của mình cũng phải có một cái vuốt ve như vậy nè. Nó cũng làm cho mình có một cái gọi là cái hứng thú, cái feeling.
Nhưng mà ngày nào cả qua ngày này và nọ, ngày cả đàn ông và phụ nữ cũng không có sự vút ve, người ta sẽ không có một cái cao trào, nó cứ nằm y như vậy thì nó sẽ làm cho cái cảm giác của mình gọi là bị chai. Thì nó sẽ buồn buồn chán. Thì cái này nó giúp cho quý vị có support cho happy mood, cho cái tâm trạng quý vị hưng phấn hơn. Và khi mà quý vị hưng phấn thì nghĩa là nó thay đổi, thì nó làm cho quý vị thứ nhất là trẻ hơn nè. Thứ hai là mình quý vị có một cái giấc ngủ ngon và tinh thần thoải mái hơn nữa. Em nghe thấy chữ hưng phấn là em phải dùng thử một gói để em muốn được vui. Bắt điện thoại đi em, bắt điện thoại. Hôm nay tặng cho quý vị một tặng gói như vậy. 12 gói như vậy. Một hộp dạ, luôn. Dạ xin chào 714 ạ. Dạ cửa hàng của tụi em nằm trên đường Bô Sa đó chị. Trong khu Lục Định Ký tập 1. Sát bên chỗ nào? Không biết nữa. Sát bên văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong khu Lục Định Ký tập 1. Dạ. Sát bên Lục Định Ký ha. Có bán chữ tắm. Dạ có, tiểu tắm, dầu gội, dầu xả, rất là nhiều những sản phẩm chị. Ok, vậy để có gì ngày mai tôi ra nha. Dạ rồi, rồi, cảm ơn chị nha. Chị đã order, chị có muốn order hôm nay luôn không? Chị có muốn order hôm nay không? Không có, chị cũng ít thôi, không có nhiều đâu. Dạ, ok chị, khi mai chị ghé cửa hàng tụi em nha. Ok, ngày mai nha, ok, ngày mai nha. Dạ, ok chị, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ thưa quý vị, nếu quý vị nào mà có những cái triệu chứng như là đau hai bắp vai, đau chân, đau đầu gối hay là khớp, hoặc là đau lưng nữa, nhất đặc biệt các cô chú, thì các cô chú đừng lo nha, các cô chú chỉ cần một viên đông trùng hạ thảo Bestol mỗi ngày thôi. Dạ. Một viên mỗi ngày, và trong cái viên của chúng tôi, thuốc của công ty US Nutrilab có để là Cordyceps Bestol. Dạ. Cho nên đó là gọi là cái đặc biệt của chúng tôi để không có lẫn lộn với cái mặt hàng sản phẩm nào của đông trùng hạ thảo Bestol. Công ty US Nutrilab là công ty đầu tiên mà có cung cấp cái đông trùng hạ thảo đầu tiên cho cộng đồng của mình mà ngay tại Hoa Kỳ luôn quý vị nhé. Và quý vị cũng biết là chúng tôi có certificate, có license đàng hoàng, cho nên quý vị không cần phải lo. Và chúng tôi được một nhà văn mà Đức là được tín nhiệm từ cộng đồng của chúng ta, đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Quý vị cũng là biết rõ về chú là một người rất làm việc rất là nghiêm túc, và khi chú nói ra sản phẩm nào, chú đại diện ra sản phẩm nào, chú cũng phải sử dụng, và bắt phải là cho sử dụng khoảng chừng mấy tháng khi có kết quả rồi thì chú mới chịu đứng ra làm đại diện cho quý vị. Cho nên khi mà được một người mà có uy tín mà rất là khó tánh khi mà làm việc bất cứ sản phẩm nào thì quý vị an tâm để chú ra sử dụng trước cho quý vị rồi đó. Và không phải có một mình chú mà ngay cả Thanh Thúy mà cả Thái Nhật. Và người thân của Thái Nhật và người thân của Thanh Thúy, nếu mà không đáng lẽ sau này Thanh Thúy kéo cả gia đình Thanh Thúy lên cho quý vị xem là họ đã sử dụng và tốt như thế nào. Và ngoài ra thì nhiều khán giả cũng đã thay thế Thanh Thúy, cũng thay thế công ty US Nutrilab để mà giới thiệu, để làm chứng về cái sản phẩm này đối với quý vị. Và ngoài ra bây giờ hôm nay thì Thanh Thúy xin nhắc lại, hôm nay quý vị mua một đông trùng hạ thảo Bestol, quý vị được tặng 30 viên đông trùng hạ thảo Bestol. Còn được tặng ra một thuốc bổ nho mà ít khi nào chúng tôi tặng lắm. Hôm nay tặng cho quý vị một hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói luôn. Dạ xin chào 408. Phấn cushion nữa. Hello. Xin chào 408 ạ. Hello. Dạ xin chào anh. Vui lòng cho hỏi cái nấm linh chi đỏ nó có cái promotion nào không em? Dạ nấm linh chi đỏ. Dạ thưa anh, hôm nay thì không có cái promotion cho nấm linh chi đỏ. Nhưng mà anh mua trên 200 đồng thì tụi em sẽ có quà cho anh nha. 200 đồng một điều có quà cho anh vậy. Dạ. Nhưng mà mua hai tặng một thôi. Không. Dạ không có cái promotion mua hai tặng một mà tặng những món quà khác. Nhưng mà anh yên tâm đi, sau show này thì nhân viên sẽ gọi lại cho anh nha. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ, quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689. 1888-680-6689. Hello. Đầu tiên là quý vị mua một... Em bắt cái lên... Mua một đông trùng hạ thảo Bestol, quý vị được tặng 30 viên đông trùng hạ thảo Bestol, được tặng thêm một hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói thuốc bổ nho nếu vị nhé. Và ngoài ra còn được tặng thêm một cái hộp phấn trang điểm, hoặc là quý vị có thể đổi là một cái hộp phấn kỳ diệu, một hộp phấn kỳ diệu, một hộp dán, một cái miếng, có nghĩa là một hộp gồm có 12 miếng dán xin bát trong đây. Quý vị có thể là dán bất cứ chỗ đau nhất, khớp như nào, nó nóng lạnh cho nên rất là dễ chịu cho quý vị. 12 miếng tặng cho quý vị luôn nha. Và được một chai dầu con tê giác, một hộp kẹo sâm không đường. Kẹo sâm này có thể giúp cho quý vị có thêm năng lượng đỡ nhức đầu, nhất là quý vị nào mà đang bị gọi là xuống đường, quý vị có thể ăn cái này không có đường nha quý vị, nhưng mà nó có thể cover cho quý vị.
Và ngoài ra còn giúp cho mình thơm miệng cả ngày nữa. Một bịch cà phê cớm, như vậy dạng cớm, cũng như là cà phê sấy đông lạnh. Mình được tặng cây thước và một cái hộp phương mắc của dược sĩ Thu Thảo. Được 7 viên energy và mình được cái hộp phương trang điểm. Quý vị có thể đổi cushion đó gồm 11 món quà trong ngày hôm nay qua số điện thoại là 1888-680-6689. Bây giờ mời Thái Nhật có thể chia sẻ về Nhân Sâm. Nhân Sâm, cao cốt Nhân Sâm là một cái sản phẩm mà từ công ty Dung Sâm mà quý vị cũng đã nghe hai chị em chúng tôi giới thiệu rất là nhiều lần. Thì cao cốt sâm này lúc đầu mới uống thì những cái tưởng đâu là nó đắng lắm, nhưng mà khi mà uống vào thì thấy nó cũng không đến nỗi nào. Là bằng cách là quý vị đừng có để nóng khi mà mình uống, quý vị pha nước sôi rồi khuấy lên, đợi một vài phút uống vào thì giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe và sức đề kháng rất là tốt. Xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello, cho chị hỏi cái đông trùng hạ thảo đó bao nhiêu một hộp vậy? Dạ, một hộp đông trùng hạ thảo Pesso là 200 đồng một hộp nha chị nhé. 200 đồng một hộp. Vậy bữa nay chị ngồi chị được tặng cái gì? Chị được tặng ngay viên một hộp 30 viên của đông trùng hạ thảo Pesso công nghệ nano và được thêm một cái thuốc bổ nho. Cái này là tụi em bán là 110 đồng đó chị. Một cái hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói trong đây. Nó giúp cho chị nhiều cái chức năng, đặc biệt là chống oxy hóa rất là mạnh, là chống lão hóa rất là mạnh. Những cái cơ thể, những cái bộ phận bên trong cơ thể của mình bị lão hóa, bị già nua đó thì nó sẽ phục hồi làm trẻ hóa lại. Và ngoài ra mình còn được tặng thêm một cái hộp phấn trang điểm. Nếu không chị không lấy hộp phấn trang điểm, chị có thể lấy một cái hộp phấn kỳ diệu mà bữa giờ khán giả mê tít tình tịt rất là mê cái hộp phấn này. Và được tặng thêm một cái 5 miếng mặt nạ để dưỡng ẩm, một chai dầu con tê giác, một hộp kẹo sâm, một bịch cà phê, một cây thước và make up của dược sĩ Thu Thảo và 7 viên energy làm cho chị có nhiều energy. Nãy giờ nói mỏi miệng luôn á chị, quà nhiều quá. Dạ. Như vậy thì cái chỗ em nằm ở đâu vậy? Chỗ em nằm ở trong khu Lục Đỉnh Ký tập 1, sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung và bánh cuốn Tây Hồ đó chị. Dạ, rồi ngày mai chị ghé nha. Tại vì tụi em chỉ nhờ em giữ 2 ngày cao nhất thôi chị, đáng lẽ 1 ngày thôi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Tiệm của em tên là International Home Shopping. Dạ. Cái này là một hộp là 40 đồng, 5 hộp là 200 đồng, chị cũng có những cái phần quà đó luôn nha chị. Nha. Ngày mai chị ra lấy. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Nãy giờ mình luôn nói cái survival top. Tại sao hôm nay Thanh Thúy chọn cái phần này để bán cho quý vị, để giới thiệu cho quý vị? Từ vì hôm nay là Thanh Thúy clear hết tất cả cái trưng. Hôm nay là cái người nhân viên bán hàng là chánh mà quý vị hay tới, là em lúc nào cũng là người đến sớm nhất để mở cửa. Thì em thấy chị đang Thanh Thúy đang ở trong cái xe mà đang clean up. Thì hôm nay Thanh Thúy đã nghe cái tin tức về những cái trận dường như là động đất ở California có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì cho nên là Thanh Thúy lo chuẩn bị hết. Thanh Thúy chuẩn bị ghi một cái danh sách để Thanh Thúy đưa quý vị nha. Một cái danh sách mà Thanh Thúy chuẩn bị cho gia đình của Thanh Thúy. Đầu tiên là chiếc xe đạp. Tại vì Thanh Thúy bỏ trong cái trường, lỡ mà ngày hôm đó mà có động đất mà nó ngăn phi quay lại, hay là có lũ gì bão gì đó, nó ngăn phi quay lại, Thanh Thúy lái chiếc xe đạp đi đến gặp con của Thanh Thúy. Và được cái bình, quý vị có thể là một cái đèn pin là quan trọng lắm. Rồi mình đèn pin mà đừng có đèn pin, có thể là sử dụng đèn pin năng lượng mặt trời mà bữa Thanh Thúy có giới thiệu về của công ty Tectronic. Rồi mền chiếu gối, mền làm mà quần áo, vớ hay dép gì đó. Quý vị để trong xe để mà con cái quý vị có thể nó lạnh, nó bất cứ đang đi lái xe bình thường mà mình không về được á, thì mình có mền, có gói, có giày để mà lo cho các con, để các em không có lạnh, và giấy vệ sinh, giấy ướt quý vị. Và áo và còn ngoài ra thì còn có cái radio quan trọng lắm quý vị nha. Cần cái radio, tự nhiên ở ngoài đường mình không có thể nào mà mình nghe được cái gì á, thì mình có thể sử dụng radio để mà mình nghe tin tức từ mọi người, tin tức từ news, là coi là hiện giờ những cái khu nào mình nên đi, con đường nào mình nên đi, mình nên tránh ở đường Trust, mình nên tránh ở đường Magnolia, mình hãy đi cái đường Brookhurst. Thì mấy quý vị nghe để quý vị không có bị thất lạc thông tin. Có nhiều người bị lão bị lụt ở Hawaii đấy em thấy, mà bị mất, bị chết là do người ta không nghe tin tức. Người ta đã báo là không được đi con đường đó mà họ cứ đi, thì đi sau đó xuống dưới cái dòng lũ và xe bị chìm dưới dòng lũ luôn. Cho nên quý vị cần cái radio rất là nhiều. Đúng rồi, như vậy. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng phải cần có những cái thực phẩm dinh dưỡng sinh tồn để giúp cho quý vị vượt qua những cái ngày tháng đó. Đôi khi chúng ta nói chúng ta không để ý, nhưng mà cái thiên tai mà đâu thể nào mình lường trước được đâu, phải không? Thế cho nên quý vị thủ sẵn vẫn là tốt nhất. Thì đây là một cái trong những cái thực phẩm mà Nhật thấy quý vị cũng nên dự trữ để ở nhà. Thì mặc một hộp như vậy thì có rất là nhiều.
rất là nhiều viên trong đó. Quý vị 180 viên, quý vị mua 5 hộp như thế này hôm nay 200 đồng thì quý vị sẽ được tặng những cái promotion rất là đặc biệt, là quý vị tặng được tặng tới rất là nhiều những cái sản phẩm có giá trị. Và bên cạnh đó, bên cạnh cái sản phẩm này thì chúng ta biết là có cái đông trùng hạ thảo đỏ. Đông trùng hạ thảo đỏ thì quý vị có thể mua ngày hôm nay và được tặng tới 11 món quà lận. Đầu tiên là một cái hũ đông trùng hạ thảo 30 viên nè cho tất cả mọi người để dùng. Tiếp theo là một chai dầu tê giác, một cái miếng dán xin xin bass Arex, và cũng như là tặng cho quý vị một cái hộp kẹo nhân sâm. Chúng tôi có hai dạng là có đường hoặc là không đường cho quý vị lựa chọn. Tiếp theo là một bịch cà phê G20 gồm có 20 gói, trong đó có hương vị cơm rất là thơm. Và một món quà tiếp theo mà chị cảm thấy rất là quý đó là một cái hộp GS Light. Trong này chị Thanh Thúy nói là có happy mood hả? Yeah. Giúp cho quý vị có thể hưng phấn, quý vị có thể vui hơn với cái đời sống này. Nhật biết là quý vị đi làm về căng thẳng, căng thẳng ở chỗ làm, căng thẳng ở gia đình, căng thẳng với vợ chồng. Quý vị sử dụng cái này làm cho quý vị vui và tươi hơn, giúp hello, cho quý vị không bị tâm bệnh. Hello, xin chào 714 à. Hello, xin chào 714. Hello, cô hỏi cái chuỗi đằng sau Thanh Thúy ngồi đó bao nhiêu vậy? À, cái này đó hả cô? Cái này là 300 đồng, cô được giảm 40% cô à? Dạ. Cái chuỗi nhiều hột đó. Dạ, 300 đồng đó cô à, 300 đồng mà cô được cái bông tay luôn nha. Cô được cái bông tay y chang như vậy là 300 đồng một, được giảm 40%, có nghĩa là còn lại là bao nhiêu, Thanh Thúy tính toán dở lắm. Và 50% là 150 cộng thêm với lại 30 đồng nữa là 180 đồng đó cô à. Dạ, yeah, nó 180 đồng cho một cái sâu chuỗi này. Để cô ra cô coi. Dạ, yeah. Cô cảm ơn nhiều. Rồi, nha. Rồi, cảm ơn cô. Và thưa quý vị thì đó là những cái phần quà mà Thái Nhật vừa nói với vị. Và cái phần quà đó sẽ được tặng khi quý vị mua Survival Tab nha vị. Thanh Thúy cũng mua 4 hũ. 4 hũ thì Thanh Thúy để trong xe của Thanh Thúy và 4 hũ để trong xe ở nhà. Quý vị có thể mua 2 hũ cũng được. 2 hũ để trong xe và 2 hũ để nhà. Từ nhà Thanh Thúy đông, có ba mẹ Thanh Thúy và con gái Thanh Thúy và Thanh Thúy. Cho nên Thanh Thúy mua 2 hũ ở trong xe và 2 hũ để ở nhà. Bất cứ lúc nào, từ cái này là sao? Thanh Thúy mua cái này tại sao? Tại vì nó tiện. Chỉ cần một cái hôm, một cái viên này nó ngon lắm vị ơi. Ăn quý vị tưởng tượng giống như là nó kẹo sữa em. Không phải kẹo mà nó bột sữa. Ngon, rất là ngon, thơm. Nó có mùi dâu và mùi bơ. Rất là thơm. Quý vị có thể ăn một viên đây, nó thay thế buổi sáng, hai viên có thể buổi trưa hoặc buổi tối. Để con quý vị nó ăn cũng phải, nó cũng giữ được cái năng lượng để cho bé survive trong những cái ngày đó. Thì một hộp Thanh Thúy mua 4 hộp ở trong xe và trong nhà nữa mà giữ được rất là lâu. Cho nên đó là điều mà quý vị cần thiết. Ngoài ra quý vị cũng còn có đèn pin hoặc là cái first aid kit quý vị. Trong đó có những cái lỡ mà bị đứt tay khi động đất xảy ra. Thanh Thúy đáng lẽ ngày mai Thanh Thúy sao cho quý vị coi những cái thông tin cần thiết khi động đất xảy ra, quý vị nên làm gì? Khi động đất xảy ra có nên chạy ra liền không? Nếu em ở trong nhà. Em trốn với bạn. Trốn với bạn, đừng chạy trong nhà. Tại vì cái di chứng đó vị, nó là vừa có động đất xảy ra nó mạnh lắm thì những cái cửa kính đó, nó bung ra, nó có thể cắt cái cổ hoặc cái lưng hoặc là mặt của mình. Cho nên khi mà vừa động đất xảy ra, quý vị nên nằm ở dưới cái bàn hoặc là quý vị nằm sát cái nhà luôn mà để tay che lại đầu quý vị. Để khi mà đồ đạc, tủ giường, quần áo, ghế có gớt vào đầu quý vị có không bị tổn thương. Và sau khi cái di chứng xảy ra, quý vị mới thấy là nó im rồi, quý vị mới chạy ra khỏi nhà. Chạy ra chỗ nào mà không có dây điện, không có những cái cây hoặc những cái chỗ mà building lớn. Nếu mà ở ngoài đường thì quý vị cũng vậy, là tấp, đi thang lái xe tấp vào cái chỗ nào mà an toàn nhất, quý vị dừng lại, đừng có lái xe tiếp tục. Ở cuối với là đừng có bỏ xe, vẫn nằm trong xe, vẫn ngồi trong xe, đừng có đem đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, nhất là bão lụt đi ra ngoài nó bay mình luôn á. Cho nên là cố gắng ở trong xe mà lựa chỗ nào mà an toàn nhất, không có dây điện, không có cột điện, cũng như không có building. Ngày mai Thanh Thúy hứa sẽ cho quý vị xem một cái đoạn video mà nó giúp cho quý vị khi mà động đất xảy ra quý vị nên làm gì, khi bão lũ xảy ra quý vị nên làm gì để bảo vệ cho chính bản thân mình và gia đình của mình nữa. Nhưng đầu tiên, bước đò tại sao mình bảo vệ chính mình trước, mình làm sao để mà mình vượt qua những cái cơn nguy hiểm đó. Thứ nhất là mình phải chuẩn bị tất cả về tinh thần cũng như là vật chất. Tinh thần là quý vị phải biết những cái kiến thức làm sao khi động đất xảy ra hay là lũ xảy ra, về bảo hiểm tất cả cũng như là về vật chất tất cả, giống như Thanh Thúy nói là để trong xe và để trong nhà. Thứ hai là cái tinh thần, là quý vị phải biết thông về những cái kiến thức để bảo vệ chính mình, bảo vệ cho gia đình của mình nữa. Giống như là khi mà bảo động đất xảy ra, đừng có chạy ra ngoài liền, tại vì cái cửa nó có thể rớt vô người mình hoặc là nó đè vô người của mình.
động đất tốt nhất khi mà nghe cái âm một cái là quý vị chỉ nằm dài ra thôi để mà bảo vệ chính mình. Những cái thông tin kiến thức đó rất là cần thiết cho quý vị, và nghe radio nhé quý vị nha, để coi những cái nơi nào mà an toàn để quý vị tập trung nhóm đông, tập trung là những cái nơi an toàn. Thì trở lại chương trình đi, từ gì Thanh Thúy hôm nay cũng nói nhiều, thì Thanh Thúy muốn không chỉ bán hàng không mà mình phải cung cấp một chút thiếu thông tin. Mà quý vị cũng biết rằng là ở miền Nam Cali của chúng ta là rất thường hay bị động đất dư chấn nhẹ hoặc là mạnh. Thì như chị Thúy nói là cũng hơn 100 năm rồi ở Cali chúng ta chưa có cái trận nào mà nó đúng như dự đoán. Là theo dự đoán là phải 83 năm phải xảy ra một cái động đất mà lớn đó, chứ không phải là kiểu mà nhỏ như những năm vừa qua chúng ta có đâu. Là cái đó là 100 năm, hơn 100 năm mà nó không có xảy ra. Nó nén, thật là nén. Cho nên khi mà xảy ra thì cái vấn đề rất là nặng nề, cho nên quan trọng mình phải tự bảo vệ cho phải mình chuẩn bị tinh thần và cũng như kiến tinh thần về vật chất nữa để lo lắng cho chính mình và con cái. Bên hôm nay Thanh Thúy mua cái điện thoại cho con của Thanh Thúy luôn. Nhưng mà chị đã như là mua xe đạp, mua đầy đủ hết trơn rồi, chị có đổi ra vàng chưa? Đổi tiền ra vàng chưa, lỡ có chuyện gì thì nhà băng đóng cửa rồi, phải có vàng thủ trong nhà chứ. Ủa, cái vàng đó có em có ăn được không, có thể cứu em được không? Nhưng mà sao dư chấn mình cũng dùng được vậy? Đi cầm nó còn bị tai nạn nữa, còn bị cướp nữa, cho nên tốt nhất là bây giờ cần cái gì là quan trọng nhất thì để cho quý vị không mất thời gian quý vị. Thì bây giờ quý vị có thể là mua survival top quý vị nhé. Thì 5 hộp như vậy là 200 đồng, quý vị có được đến 11 món quà trong ngày hôm nay. 10 món quà trong ngày hôm nay, còn Đông Trùng Hà Thảo Besso thì tặng cho quý vị thêm 30 viên nữa. Và nhân sâm cao cốt cũng như là sâm viên, sâm nước cô đặc và thuốc bổ nho, hai hộp thuốc bổ nho như vậy nha. Và bây giờ nếu mà quý vị đang sử dụng Đông Trùng Hà Thảo Besso, có lẽ là quý vị cũng biết công dụng của Đông Trùng Hà Thảo Besso rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì người có cô thì cô tới đến văn phòng, đến Internet Home Shopping và cô nói là cô bị tiểu đêm quá con ơi. Bây giờ tiểu đêm nó giúp làm cho cô không ngủ được, mà nhìn khuôn mặt cô ngày hôm nay Thanh Thúy thấy là mệt lắm, cô bị thâm quầng hết hai cái mắt như vậy. Thì Thanh Thúy nói cô là cô uống nước vào buổi tối đi, đừng uống nước nhiều vào buổi tối, uống nước thường nhiều vào buổi sáng. Cô đấy cô không uống nước gì luôn, cô sợ đây không thèm uống nước luôn. Như vậy không tốt quý vị, phải uống nước nhá quý vị nhá. Hello, xin chào 909, nhưng mà uống nước vào buổi sáng thôi. Con chào cô à, cô ơi, con chào cô. Dạ. Yeah. Con muốn mua 4 hộp cái gì đó survival tab nha cô. Dạ. Yeah. Dạ yeah, rồi, ngày mai con hứa là con sẽ trong đầu chương trình con sẽ cho các cô chú, các anh chị khán giả xem cách mà làm gì khi mà động đất xảy tới. Rồi sau đó mình chuẩn bị những cái gì luôn. Mình sẽ nói nhiều hơn, các cô chú nào có kinh nghiệm gì hơn có thể gọi và chia sẻ. Kiến thức nào nhiều, ai mà biết thông tin gì cứ gọi vào để cho mình cả gia đình của mình đều về bình an và chuẩn bị hết. Mình không phải lo sợ. Để con ghi cho cô cái 4 cái hộp của survival tab. Khi mà mình chuẩn bị rồi đó cô, khi mà nó xảy ra thì có cô thì mình sẽ không có sợ, mình không có hoang mang. Còn mình không có chuẩn bị về tinh thần cũng như vật chất mình sẽ hoang mang lắm, lúc đó không biết lính quýnh, không biết làm gì. Nghe cái rầm mầm tự nhiên không biết chạy lum á, chạy lung tung mà không biết là phải làm gì đầu tiên. Cho nên mình phải chuẩn bị từ bây giờ để khi có chuyện xảy ra mình biết đầu tiên mình phải làm gì nha cô nhé. Ok, ngày mai cô lại cô lấy nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Con chào cô. Hôm nay mình nói sơ về survival tab, còn 4 phút nữa Thanh Thúy nói cái survival tab cho quý vị trong luôn. Trong đó có vitamin chị ha, có đầy cung đủ cấp hết. Cho mình những cái lúc mà không có lương thực chúng ta dùng cái này là cung cấp hết về vitamin. Mà tại sao quý vị cần cái này? Tại vì nó để lâu được. Mà để lâu rất là được, không biết là mà đặc biệt là cái hộp này nè, nó không có thấm nước, nó không thấm vô bên trong. Dạ. Lũ lụt thì chúng ta dùng để lại thoải mái, nó nhẹ nhàng quý vị ơi. Quý vị mà mang quý cái thùng ai Việt Nam mình thì mua quý cái hộp thùng mì gói. Lỡ có chuyện gì mưa xảy xuống ra hoặc là lũ xuống. Không, nhưng mà mình khiêng đi không có được. Đúng. Khiêng đi không có được. Giác để kẹp không có một cái nước sôi để mà nấu mì nữa. Cho nên cái này thì nó tiện lợi, bởi vì nó một cái viên rất là ngon, con nít rất là thích, từ đĩa giống như kẹo sữa. Giống như mà quý vị nhớ là quý vị ăn cái bột sữa không? Thì y chang như vậy, thơm ngon nhưng mà có đầy đủ dinh dưỡng cho quý vị, nhiều dinh dưỡng cho quý vị, đủ để quý vị survive qua ngày rồi. Nhiều chất dinh dưỡng cho quý vị, có năng lượng, quan trọng là năng lượng để chạy nữa. Trời, để mà ước chi cái sản phẩm này mà có vào khoảng thời 70-80 để đồng bào vượt biên mình đem cái này đi theo lúc vượt biên thì tốt quá, chứ không bị nhiều mấy cái tai nạn trên đường vượt biển. Nhưng mà Thanh Thúy nói vậy, ngày mai Thanh Thúy sẽ dành cái thời gian đầu để mà nói về cái vấn đề mà quý vị chuẩn bị gì để sao. Thực sự Thanh Thúy cũng có con của Thanh Thúy, có gia đình của Thanh Thúy, cho nên khi mà nghe cái tin tức như vậy thôi, hoặc là thấy sự việc bão lớn xảy ra ở Houston và Florida mà Thanh Thúy lo lắng, lỡ mà
chuyện đó xảy ra mà Thanh Thúy ở công ty, ở cơ quan mà con Thanh Thúy ở trường học, thì quý vị nên nhớ nha, quý vị nào có con em ở trường học thì đừng đón con em, cứ để cho các em ở trong trường nó an toàn hơn là quý vị đến đón các bé. À, rồi à, nhưng mà quý vị at least là quý vị có thể là làm bằng cách mọi cách có thể được để mà đến gần con quý vị, cho nên Thanh Thúy mua chiếc xe đạp lỡ mà đóng freeway giữa đường không biết làm sao chạy về, thì lỡ mà xa thì Thanh Thúy có chiếc xe đạp. Hello, xin chào 626 à. Dạ. À, cho nên là quý vị ơi, cho nên là quan trọng mình chuẩn bị về tinh thần cũng như là về vật chất để mà khi mà xảy ra mình không hoang mang, mình phải biết làm gì. Nghe cái ầm một cái hay là động đất cái gì đó, đầu tiên là không được chạy liền mà phải tìm cái chỗ nào an toàn, như có cái bàn thì mình chui ở dưới cái bàn, mà mình đến cái góc tự gốc á, tốt nhất mình không có đứng hay làm gì, vậy nằm dài ra. Nằm dài và để cô với cái đầu nha, từ gì nó rớt xuống cái đầu là rớt cái tay mình đỡ hơn, trúng vô cái đầu nha quý vị nha. Hello, xin chào 626, Thanh Thúy xin chào. Hello. Dạ, dạ. Có đợi cái gì đó. Cái survival tab phải không chú? Dạ, dạ. Dạ, rồi, con ghi. Survival. Cái đó 5 chai hay là 4 chai, 5 chai phải không? 5 hộp như vậy, một hộp như là 180 viên, 5 hộp như vậy là 200 đồng nha ba chú ơi. Dạ. Yeah. Chú để ở nhà và để trong xe luôn nha. Một phần nữa trong nhà, phần nữa trong xe, có thể là chú mua để hai ở trong xe và ba trong nhà. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi con cảm ơn chú. Chú nhớ mua cái radio nha. Ngày tụi con sẽ cố gắng liên lạc cái chỗ nào bán radio mà tốt nhất để mà con tặng cho khách hàng luôn. Con có sẽ tặng cho các cô chú luôn. Để mà có các cô chú có thông tin. Bữa nay có không? Bữa nay có cái lợi nhuận. Dạ con chưa tìm được chú, con để con đi tìm. Con đi tìm con tặng cho các cô chú luôn nha. Và con dán vô đó là tìm lại tuổi xuân để mọi người nhớ tới cái chương trình của tụi con luôn, cái radio đó nha chú. Dạ rồi. Con cảm ơn chú. Quý vị thì quý vị nên có cái radio để làm chi, lúc đó tivi tắt với lại đúng rồi. Nếu mà có chuyện gì động đất xảy ra đâu có ai mà mặc đồ trang điểm và quay phim vậy chứ. Nghĩ là radio dễ làm, chỉ cần một cái micro, một cái hệ thống thôi có thể là vang hết cả nơi đó dễ. Yeah. Cho nên Thanh Thúy ở nhà, Thanh Thúy cũng có thể làm radio được. Cho nên là quý vị cần một cái radio player. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Dạ. Cho cô 4 cái hộp. 5 hộp nha cô, 5 hộp. Dạ, 5 hộp. Dạ rồi. 5 hộp đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn cô. Rồi. Xin cảm ơn vị khán giả vừa rồi, cũng là vị khán giả cuối cùng của show hôm nay. Và cũng xin chúc quý vị sẽ có một ngày nhiều bình an. Chúng ta gặp lại vào ngày mai. Và bật mí quý vị, hôm nay là sinh nhật chị Thanh Thúy. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị. Và Thanh Thúy cũng xin nói vị là ngày mai thì Thanh Thúy sẽ nói nhiều hơn về cái thông tin này. Tại vì cái niềm vui tuổi xuân cũng như là cái sự an toàn của quý vị là Thanh Thúy rất là quan tâm. Cho nên là mong rằng ngày mai quý vị đón xem nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Tin nghĩa chị em hôm nay, lời mẹ vang tiếng quê hương, ai đi xa cũng nhớ thương quê nhà, người người hóa giả ước mong chuyển tiền tính nghĩa ấm lòng tình thương. Cơ hội tốt để hợp tác làm đại lý chuyển tiền cho tính nghĩa với nhiều điều kiện hấp dẫn, lợi phí nhẹ, lợi tức cao, tài khoản nhà băng mở riêng cho từng đại lý, hỗ trợ đại lý tốt, có nhân viên nói tiếng Việt, giao tiền nhanh, hồi báo trực tiếp trên hệ thống. Đặc biệt hiện có chương trình dành cho đại lý mới gửi thử miễn phí từ 20.000 đến 50.000 Mỹ kim trong tháng hợp tác đầu tiên, áp dụng cho các đại lý ký hợp tác trước ngày 15 tháng 6 năm 2017. Quý vị có nhu cầu hợp tác làm đại lý chuyển tiền xin gọi 855-886-6663 hoặc 714-458-7744. Dù ai đi ngược về xuôi cũng phải ghé qua chợ Tam Biên với các món ăn thuần Việt ngon tươi mỗi ngày. Hai địa điểm dễ nhớ trên đường Bô Sa và Brookhurst on sale mỗi ngày. Hãy liên lạc ngay 714-548-4993 hoặc 714-636-2222. On sale giò sống 4 đồng 25, sale thành 3 đồng 75 khi mua 2 hộp trở lên. Tất cả các giò chả chính loại lớn hơn 1 pound mua 10 tặng 1. Promotion kết thúc vào ngày 26 tháng 8 2017. Nhanh lên bà con ơi! Tìm lại tuổi xuân phát hành live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm lại tuổi xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài
với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm Lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, qua càng nhiều càng tốt.